số vật thể thừa trên ứng dụng Photoroom các bạn đã biết chưa nếu chưa biết cùng làm với mình nha rồi bây giờ mình sẽ vào Photoroom chọn phần chỉnh sửa ở đây thì mình tìm bức ảnh cần xóa vật thể thừa mình sẽ chọn bức ảnh này các bạn thấy nè độ dày của cỏ ở đây các bạn có thể điều chỉnh hay các bạn nó điều chỉnh lớn nhỏ tùy ý. rồi để xóa vật thể thì các bạn chỉ cần ấn ngón tay vào chỗ vật thể cần xóa ha các bạn quét lên quét xuống bôi cho nó nó hết luôn cái cái vật thể mà muốn xóa nè rồi các bạn buông ra nó vậy là xong tiếp tục vật thể khác ha các bạn cũng vậy luôn dùng ngón tay bôi tới bôi lui cho nó hết cái vật thể rồi vậy là xong nha các bạn sau khi các bạn đã xóa vật thể xong rồi thì các bạn sẽ nhấn vào chữ tiếp nè nó ở đây thì các bạn chọn xuất nè rồi các bạn chọn lưu vào thư viện. Đó, vậy là xong. Rất đơn giản nha các bạn. Phạm Tông chia sẻ hết mình. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.